Chào mừng cả nhà đã quay trở lại kênh của anh Chứng khoán Thực Chiến. Hôm nay thị trường của chúng ta có gì ấy? Thị trường ngày hôm nay thì nhìn có vẻ là một cái phiên, nó không phải là giảm mạnh với một cái thanh khoản rất là thấp đúng không? Một cái thanh khoản là khoảng tầm 559 triệu, nó chỉ khoảng tầm 60% so với cái phiên hôm qua, phiên ngày thứ sáu đúng không ạ? Tuy nhiên khi mà chúng ta đi view vào từng cái lớp cổ phiếu ở trong bên trong thị trường thì chúng ta có thể thấy rằng là thì các cái lớp cổ phiếu ví dụ như là chứng khoán, bất động sản nó chỉnh khá khá. Và chỉ số của thị trường ngày hôm nay dù lúc có những lúc mà hôm nay thị trường nó mở gap nó rơi vào tầm 5 điểm. Cuối phiên thì nó lấp luôn. Đúng không ạ? Đấy. Thì mọi người sẽ nhìn cái cổ phiếu của dòng chứng khoán này. Đấy. Và bất động sản nó giảm khá là mạnh. Cổ phiếu của thép thì nó giảm ít hơn đấy, nhưng mà đại loại là kể cả đầu tư công hay là thủy sản các kiểu nó đều giảm anh em ạ, nó đều giảm hết đấy. Thép thì nó giảm ít hơn, chỉ có mỗi mã VGF nó giảm âm 2,3%. Thì cái chuyện gì đang xảy ra trên thị trường này? Thế thì Hùng Anh có nói với mọi người rằng là ngày hôm nay ấy, thì Hùng Anh có nói rằng là thị trường ngày hôm nay là cái việc mà từ hôm thật sự là Hùng Anh cảnh báo anh em là từ những cái phiên, nếu cả nhà xem video của anh thì anh đã cảnh báo anh em từ những cái phiên mà ngày 11 tháng 1 đúng không ạ? Ngày 11 tháng 1 hay là những cái phiên mà thị trường nó dao động ở từ cái ngày 19, mọi người nếu mà mọi người còn nhớ từ cái ngày 20 21 tháng 2 là anh cho anh em vào này. Đấy. Và đến những cái ngày như là ngày mùng 4 tháng 1 hay là ngày 29 tháng 12, gần như tài khoản chúng ta không tăng mặc dù VN-Index tăng gần 60 điểm. Nó là từ 1.082 điểm đúng không ạ? Nó lên đến 1.150 điểm, tức là tăng ở tầm 60 điểm. Đúng không ạ? Đấy. Mà gần như là không tăng. Tài khoản của anh em không tăng, ông nào không cầm banh là còn còn không tăng. Đấy. Thế nên là khi mà thị trường chỉ cần giảm như này thôi là các cổ phiếu nó chỉnh ngay lập tức. Và ông anh có nói với anh em rằng là giai đoạn này thì nghiêng về xu hướng thận trọng này. Ai muốn mua thì canh những cổ phiếu, một là phải giảm mạnh, hai là có sự sợ hãi trong phiên, và ba là về nền, tức là chung quy lại là nếu mà mọi người muốn mua ấy đây, thì ông anh ví dụ đi. Đầu tiên ví dụ như là Hà Đô chẳng hạn, ngày hôm nay nó tiếp tục nó cắm đầu này đấy. Những cái con cổ phiếu này là rất là khó để mua cả nhà nhé, tức là cái nền của nó để đây là cái nền cuối cùng nó còn có thể giữ được. Nếu mà không giữ được cái nền này thì cổ phiếu không biết là đi về đâu luôn. Đấy. Cổ phiếu có thể giảm về vùng 10, 19 hoặc 20 gì đó đúng không? Hay là như những con cổ phiếu dòng chứng khoán cả nhà nhìn FTS, nghe nó giảm một cách rất từ từ cả nhà, nó không có sự hoảng loạn và nó thủng này, cái cây này mọi người nhìn, nếu mà cây này mọi người đếm thì nó thủng tất cả những cái cây này, tức là từ ví dụ là từ từ 19/52 đúng không ạ? Đấy. Từ đến hôm nay 15/1 thì tức là nó giảm gần một tháng, tức là một cây giảm này mọi người tính là bằng một tháng nó tích lũy. Đấy, mọi người hiểu không ạ? Có những thứ mà chúng ta phải cảm nhận nền chúng ta mới hiểu được à nó đang như thế nào đó. Đấy. Để chúng ta hiểu được là thị trường nó đang vận động như nào. Đấy. Nếu ngày hôm nay FTS nó giá mở cửa là tham chiếu và nó hồi lên thì nó rất là ok đúng không? Nó rất ok. Đấy, nó lại đi ngang và nó tiếp tục, nhưng cái cây nến này ngày mai bắt buộc nó phải hồi lên để nó giữ lại, là cái giới hạn cho phép cuối cùng có thể cho phép để cổ phiếu nó giữ được cái nền tảng dài để nó muốn đánh. Còn nếu không, mọi việc mà gãy thì ngoài tin rằng ngày mai nếu mà cổ phiếu FTS nó gãy tiếp thì một lượng lớn hàng là sẽ bị bán ra. Nhà đầu tư cầm, cố gắng cầm cổ phiếu sẽ bị bán ra. Vì tính nhá, mọi người tính ra FTS mua từ vùng này mày chỉ là 14%. Đấy, mọi người hiểu ạ. Và không phải ai cũng cầm được dài như thế, và nếu mà nó giảm tiếp như này có thể người ta sẽ bán ra một lượng lớn hàng rất là lớn. Hay như CTS cả nhà nhìn, một cây giảm này của nó thì cũng bằng gần một tháng tích lũy. Đấy. Mọi thứ hay là VCI này, đấy, mọi người nhìn đâu ạ, BSI này, đấy, mọi người nhìn đâu ạ, những cái cây giảm của nó báo hiệu điều gì? Đó là sức khỏe của cổ phiếu hiện tại nó chưa được tốt, và chúng ta cần việc chúng ta cần làm là hạ tỷ trọng cổ phiếu và chúng ta quan sát xem tình trạng hiện tại của VN-Index nó muốn như nào. Theo như ông anh, cái khả năng cao là ông anh nghĩ rằng là tầm này là những cái con cổ phiếu như này VCB, BIP,
nó kéo thị trường chung. Tức là mọi người khi mà mọi người nghĩ rằng là à dòng chứng khoán à dòng bất động à dòng dòng ngân hàng đúng không, nó tăng sau đó là phải đến tiếp tục các dòng khác, nhưng cái suy nghĩ của anh thì nó lại ngược lại với mọi người, nó ngược lại với suy của thị trường chung. Khi mà anh thấy rằng là dòng tiền nó không lan tỏa về vào cổ phiếu bất động sản chứng khoán thì anh cho rằng là chứng khoán tức là dòng mid cap bây giờ nó đã định giá quá là cao, tức là hoặc là nó đi ngang và nó tăng đủ rồi, bây giờ nó chỉ còn chờ mỗi là trong toàn bộ thị trường chỉ còn mỗi dòng banh là chưa tăng trong cả năm vừa rồi. À, thì bây giờ dòng tiền nó vào và thị trường chung và dòng banh nó sẽ tạo đỉnh và tất cả đều có một nhịp trình, mọi người hiểu không ạ? Đấy. Chứ không phải là dòng tiền nó quay từ banh sang chứng khoán bất động sản, nếu thế thì tốt quá đúng không, nhưng hiện tại chúng ta chưa thấy cái điều đó nên chúng ta vẫn phải để một ngỏ một cái kế hoạch, tức là thị trường tất cả cùng lên dòng banh nó kéo lên và sau đó cùng chỉnh. Đấy. Thì ở đây thì chúng anh không biết rằng là dòng tiền nó có sang hay không, cái đấy thì không ai đoán được và chúng ta vẫn phải chờ theo dõi thôi. Còn hiện tại anh thấy là thị trường nó đang có cái sự rủi ro thì anh bảo anh em là anh em trong nhóm này anh em phải hạ tỷ trọng này, anh nói này. Sáng nay thì ông anh có nói với một có một ông anh chat với ông anh thì ông anh hỏi là thì ông anh có nói là trong tuần này với tuần sau em nghĩ khả năng chỉnh, thì hôm nay mặc dù mọi người nhìn cái cổ phiếu điểm số thì nó không chỉnh nhưng các cổ phiếu ở trong thị trường nó chỉnh khá khá đấy các bạn ạ, chỉnh khá khá. Đấy. Hay tiếp tục này, khi cổ phiếu đến thời điểm phải break được, nếu không thì nó phải tích lũy lại hoặc tệ hơn là gãy. Chừng nào cả nhà cảm nhận được vấn đề này thì việc đầu tư của mọi người sẽ dễ dàng hơn. Ví dụ như mọi người ngoan cho mọi người. Ví dụ những cái con cổ phiếu này. Ngoan nói mọi người nhá, ví dụ FTS nó có nếu mà tính về cái độ tích lũy thì nó đã tích lũy từ mùng 1 tháng 9 đến bây giờ là tháng 1, tức là có tháng 10, tháng 11, tháng 12, tháng 1 đúng không ạ? Là 4 tháng. Gần như là 4 tháng. Thì những cái cây như thế này là những cây nó phải break. Tiếp tục nếu nó không break nó sẽ phải chỉnh xuống đúng không? Đấy, xong nó tiếp tục nó không tăng được. Cái nhà đấy nó không tăng đâu. Nó không tăng được, nó không break được thì nó lại phải chỉnh phát nữa. Đấy. Còn cái việc nó chỉnh như này nhá, nó chỉ có hai dấu hiệu có thể xảy ra, một là nó tích lũy lại, tức là nó về cái nền này nó tích lũy tiếp, hai là nó gãy luôn, cái này hiểu không ạ? Tức là nó sẽ báo hiệu cho chúng ta rằng là à, tao cần cổ phiếu, nó muốn nói với chúng ta rằng là tao cần thời gian để ở đây thêm hoặc là có thể tao sẽ chỉnh nhịp sâu. Thì ở đây thì như ông anh đã nói cái việc mà mọi người cảm nhận được cổ phiếu là mọi người cảm nhận cổ phiếu là bắt buộc mọi người phải làm được thì mọi người mới cảm nhận được thì mọi người mới đầu tư tốt được. Mọi người nhìn này, kể cả nó kéo lên như này nhé, mọi người thấy không, kéo vượt đỉnh đúng không, nhưng rồi nó bị bán xuống, nó bị bán xuống, thấy không ạ? Hay là MB Bank này, ngày hôm nay nó mở gap nhưng mà cái cây nến hôm trước của MB Bank là cây nến đóng cửa, thì tức là sao, tức là đẹp nhất là nó phải đi ngang ở vùng này đúng không ạ? Đấy, còn nếu mà nó tăng tiếp ấy, là hiện tượng khả năng chốt lời sẽ rất là cao ở những cái con cổ phiếu như là MB Bank hay CTG. Đấy. Như CTG mọi người nhìn nó tăng dốc này, trên thị trường chứng khoán ông anh thống kê lại nha mọi người nhé, thị trường chứng khoán từ hồi mà giao dịch đến bây giờ ghi nhận chart những cái thị trường mà từ năm 2010 thì không nói, tại vì 2010 thì nó vẫn còn là cổ phiếu nó vẫn còn ít. Đây mọi người nhìn này, nó tăng này, nó tăng này. Đấy, mọi người nhìn thấy không, tăng 3 phẩy mấy% này, tăng tiếp này thì nó sẽ có những cái nhịp chỉnh, mọi người nhìn thấy không, sẽ có nhịp chỉnh kinh khủng như này. Đấy, mọi người thấy không ạ? Đây là CTG của anh ấy nhá. Đây, cả nhà nhìn này, 2015 nó rõ ràng hơn, tăng này nó sẽ có một nhịp chỉnh và tăng tiếp này sẽ có một nhịp chỉnh rất là khốc liệt, tuy nhiên nó vẫn có thể lên tiếp được. Đấy. Đối với những cái cổ phiếu mà nó tích lũy, mọi người nhìn này, nó chạm đỉnh nó quay lại nó tích lũy này, tích lũy được thì nó mới lên tiếp. Đấy. Cho nên là mọi người cần phải nhớ nhé, cần phải nhớ những cái này, tức là tại sao khi mà cổ phiếu nó tăng nó phải có chỉnh, chứ không thể nào mà ông đòi cổ phiếu nó tăng mãi được. Đấy. Mặc dù mọi người nhìn CTG nó tăng chưa được nhiều, nó có 16%, tính ra là được hơn hai cây trần một tí đúng không cả nhà. Đấy. Tuy nhiên thì những ai có banh tầm này chúng anh nghĩ rằng là nên chốt ra một nửa. Đấy. Chốt ra một nửa, chờ đợi banh nó cân bằng lại và chờ đợi nó đi lên tiếp thì chúng ta có thể giữ để nó theo theo được cái nhịp tăng của nó. Còn việc này chúng ta chốt một nửa là ok. Không thể nào có chuyện tăng tiếp được mà không có chỉnh đâu cả nhà. Nó vô lý.
Mọi người nhìn cái đợt sóng 2020 2021 này. Đây, mặc dù banh tăng nhá, đây từ từ tháng 3 tháng 4 tăng này. Nó vẫn phải có nhịp chững lại sau đó mới tăng tiếp này. Thì nó mới bền được cả nhà. Đấy, sau đó là vẫn còn nhịp chỉnh này. Sau đó lại banh lại tăng này. Thì vừa tăng vừa chỉnh mọi người nhé. Vừa tăng phải vừa chỉnh. Chứ không thể nào đây, vừa tăng vừa chỉnh này. Đây, tăng này. Đây đoạn đỉnh mà cả nhà nhìn nhá. Đoạn đỉnh nó tăng như này. Đoạn đỉnh để ông anh xem là bao nhiêu phiên. Ví dụ là 20 14 thanh đúng không? 28%. Đúng không cả nhà? Thì đây, ông anh sẽ xem thử xem là nó tăng bao nhiêu phiên nhé. 11 thanh 17%. Đấy, cả nhà thấy không? Nó cũng khá là cao đúng không ạ? Đấy, 11 thanh nhiều. Nếu tăng thêm vài phiên nữa thì nó sẽ rơi vào tầm 14 thanh cả nhà không? Tức là 14 thanh ở đây là cũng bằng cái giai đoạn thị trường tạo đỉnh. Đấy, mọi người nhìn đó, mọi người phải có sự đối chiếu và so sánh thì chúng ta mới biết chúng ta ở đâu. Còn cái việc mà hiện tại thị trường như này đẹp nhất là nó đi ngang ở trong vùng 1150. Đây 1140 1150 đoạn này đúng không ạ? Đẹp nhất là đi ngang trong cái vùng mà anh vẽ này. Đấy. Đi ngang trong vùng này. Và nó tích lũy được và các cổ phiếu nó phải nó tích lũy được thì đẹp nhất để nó chạy một cái nhịp nữa. Đấy, sau đó mình chết. Còn cái việc mà hôm anh cũng không loại trừ cái việc thị trường nó có một cái pha giảm, không loại trừ. Đấy. Và chúng ta sẽ chờ xem là thị trường nhưng giảm ở đây chúng ta giảm để có thể chúng ta mua để chúng ta chờ ăn một nhịp nữa. Mọi người hiểu không ạ? Chứ không phải là giảm nó có giảm đến này. Nó sẽ giảm nhưng mà nó giảm là để tăng. Còn khi mà nó lên ví dụ VN-Index nó lên 1000 không 1100 1230 kiểu 1250 lúc đó thì có thể là sẽ một con nhịp chỉnh mạnh. Thì chúng ta sẽ chờ đợi xem thị trường như nào. Còn về cơ bản hôm nay thì các cổ phiếu mọi người nhìn các cổ phiếu ngân hàng các kiểu đó này. Bit CTG này, TCB các kiểu thì ngày hôm nay thì nó vẫn là dòng mạnh đúng không ạ? Nó vẫn tăng điểm rất là mạnh, mọi người nhìn này, vẫn tăng điểm rất mạnh nhưng mà điểm mua thì không có. Đấy. Điểm mua ngày hôm nay không có và cuối giờ nó lại kéo Bit các kiểu lên, VCB các kiểu lên lấy điểm số ở thị trường. Tuy nhiên là thị trường vẫn bị bán cả nhà. Đấy. Đúng không ạ? Techcom bạ TV Bank các kiểu này, mọi thứ ấy. Đấy. Ông HD Bank này tăng nhưng mà nhìn thế thôi, tăng không nhiều cả nhà. Cả nhà nhìn này. Tăng đâu có nhiều đâu, đúng không? Tăng được có 9% cả nhà. 12% không được nhiều. VIB vẫn tiếp tục tăng nhưng cụt đầu. Ngày mai đa phần đến cụt đầu ACB này. Đấy, nên nó phủ nhận luôn này. Nó phải tích lũy lại. Ông anh không cho rằng cái mẫu hình này giảm mà mẫu hình này tích lũy lại là được ok nhé anh em nhé, phải tích lũy lại và tích lũy nó phải mất khoảng tầm nếu mà banh muốn lên nó phải tích lũy khoảng tầm đây 1 tuần hoặc 1 tuần rưỡi, tức là đấy ông anh tham minh là ông anh tham minh ở đây này là cũng phải tuần này với tuần sau đấy, là khả năng có chỉnh, tức là một nó chỉnh để nó tích lũy hay là chỉnh chỉnh hẳn xuống thì không biết đấy. Nhưng mà điểm điểm mua thì phải từ từ cả nhà. STB kiểu giảm hết cả nhà. OCB là một mã rất là ok. Tuy nhiên là hết điểm mua. MSB kiểu rồi. Đại khái đoạn này ông nào đu banh ấy, những ông nào đu banh thời gian gần đây là về cắt lỗ hết. Phải chờ nó cân bằng, chờ cân bằng lại, muốn mua thì vào mua. Còn cái tầm mà nó đánh lên rồi mà anh em lỡ nhịp sóng banh thì coi như anh em bỏ đi, thật sự là bỏ đi, chờ sóng mới. Việc gì mà phải khổ thế đúng không anh em? Anh em tầm này mà anh em không đầu tư được banh là anh em cứ bỏ đi, chờ sóng mới. Vì trên thị trường này lúc nào nó cũng có cơ hội anh em. Quan trọng là anh em giữ được tiền anh em, đúng không ạ? Đấy. Hay là như chứng khoán này, ngày hôm nay chứng khoán thì tương đối là xấu nhưng mà nó chưa phải xấu hẳn anh em. Tương đối thôi. Đấy. Mai mà nó giảm một cây khoảng tầm 3-4%, tức là nó giảm gấp đôi hôm nay nữa, thì là đứt. Anh em ạ, thì là đứt. Đấy. Thì phải chờ nó cân bằng lại rất là lâu. Còn hiện tại thì cũng anh cho rằng là nói chung là nó đang tra tấn anh em, là tra tấn anh em nào cầm cổ anh em hiểu không? Đấy, tra tấn anh em cầm cổ thì giai đoạn này không ngon không thơm thì thôi cứ cứ thoát ra hạn thì trọng cho nó thoải mái. Đấy. Bao giờ nó ổn thì vào lại, không việc gì mà phải khổ cả. MBS các kiểu, ORS các kiểu anh em nhìn này. Đấy. Một cây break xịt xong nó chỉnh về nền đấy. Đấy. Ông nào đu mà không biết cắt lỗ là đứt. Mà anh vẽ còn APG này. Khi nó lên thì cũng có thể lên một nhịp nữa nếu thị trường chung lên, nhưng cũng có thể sẽ là một nhịp sập, anh em hiểu không? Sẽ là một nhịp sập nếu thị trường chung nó sập. Đấy. Chờ anh em ạ. ABG tầm này mua không còn ăn nữa đâu, ông đừng ông làm vào
BMS anh em nhìn này, những cái con cổ phiếu nó tích lũy như thế này, anh em nhìn này, nó tích lũy, nó muốn break lên rồi. Những cái cây như này là phải break này, cây này phải break, không cây này là phải break này. Đấy, không break được thì là nó gãy. Đấy, anh em phải hiểu cái vấn đề này. Thì lúc đó thì anh em những cái cây này anh em mới thoát ra được. Em hiểu không ạ? Đấy, còn nếu không thì một là nó tích lũy lại, hai là nó gãy. Đấy, nó gãy đến đâu thì lại chúng ta lại phải chờ xem. Đúng, bán lẻ. Hôm nay FRT xem là úi sổ giảm tiếp. TGW cụt đầu, MWG tăng hở gáp anh em nhá. Không mua được. PNG nhìn như hai đỉnh. Không ăn thua. MSR nay hở gáp. Không ăn thua anh em ạ. Chung là hiện tại hôm qua ông anh cũng đã hôm qua ông anh có nói với anh em này. Hôm qua ông anh ngồi lọc cổ phiếu này. Này. Trend trung hạn của thị trường vẫn là trên tăng. Tuy nhiên, trong tuần này và tuần sau có thể rung lắc vì hôm qua áp lọc cổ phiếu. Thị trường có rất ít cổ phiếu cho điểm mua và một vài mã đã gãy. Ví dụ như là HDG, EVG, Gexpri. Em nhìn này. Những cái con như này nó gãy như này, đúng không ạ? Đấy, anh em nhìn nó gãy kinh khủng không anh em? Hay là EVG, đấy, hay là gãy, nó gãy rồi, gãy gãy cái đường viền cổ đây này, anh em thấy không? Đấy, nó xuống đến vùng này, xuống vùng này nữa, đấy. Hay là HTN, HTN, ôi số ôi mẹ nó suýt thủng cả đáy cũ này, anh em nhìn kinh khủng không anh em? Đấy, những cái con như này càng ngày càng có nhiều cổ phiếu nó càng có dấu hiệu là anh em phải để ý, anh em hiểu chưa? ACG kiểu DHC này đấy, ngoài con này ngoài cầm ngoài chốt một nửa là con ngoài vẫn cầm một nửa, tại vì nó chưa có dấu hiệu gì mà ngoài phải bán, nhưng mà nhìn cái con như này đấy, là ngoài té, anh em thấy không, rất nhanh anh em ạ. Cái cây này là ngoài té này, không bao giờ có do dự, cây này nó chỉnh rất mạnh, tuy vol thấp nhưng mà giá nó giảm như này là không ổn, mọi người phải hiểu lúc nào nó ổn lúc nào không ổn. Đấy. Còn ở đây thì nó sẽ đặt cược là nó có thể vòng lên lại. Nếu vòng lên lại thì nếu trong điều kiện thị trường tốt, anh em hiểu không? Nếu nó vòng lên lại kiểu này thì chúng ta tham gia, còn nếu không vòng lên lại thì thôi. Không vòng lại nó sẽ phải tích lũy, một là nó tích lũy đây đúng không? Hai là nó toang. Thì ở đây chúng ta sẽ chờ xem là nó muốn làm gì. Trong điều kiện thị trường tốt ấy thì thật sự là những cái cây này ngoài giữ này, kể cả mày chỉ này, mày có về đây, mày có về bằng gần giá vốn tao mua đây, ngoài mua giá vốn ở đây. Mọi người hiểu không ạ? Mày có về gần giá vốn nhưng trong thị trường tốt tao vẫn giữ. Nhưng nếu mà mày sai mẫu hình ấy, sai mẫu hình mày không vòng thì thị trường tốt tao vẫn sút như thường. Đấy. Mình phải hiểu được cái vấn đề mình đang làm gì với cổ phiếu, hoặc cổ phiếu nó đang vận động như nào, thế nào là ổn, thế nào là không ổn. Đấy. Giống như là anh em đi một chuyến tàu ấy, đúng không? Anh em phải biết là cái thời điểm này là 9 giờ 9 rưỡi là tàu nó phải đến trước mặt nó đón anh em rồi. Nếu mà 9 rưỡi mà nó không đến đón anh em thì là tàu nó có cái vấn đề gì đó rồi, hoặc là chuyến tàu không đến thì anh em biết anh em phải tè, anh em phải đi phương tiện khác để anh em đến chỗ nào, đúng không? Nói anh em đến chỗ nào đấy, đúng không? Đến chỗ người yêu chẳng hạn, đúng không? Chứ còn cái việc mà tầm mà anh em nhìn mà anh em đó, đây là những cái dấu hiệu nó báo hiệu này là sao? Một dấu hiệu là cổ phiếu giảm, cái giá cổ phiếu giảm rất mạnh, nó là một red flag. Ông anh thì học theo Mark Minervini và William O'Neill có những cái dấu hiệu mà ông anh ghi ra là thế nào là vận động bình thường, thế nào là vận động không bình thường của cổ phiếu. Đây, mọi người nhìn nhá. Nếu giá bình thường là mày chỉ có đi ngang được một nửa cái nến trên này, tao cho mày một nửa cái nến trên cái đoạn này là quá lắm rồi, nó tức là bình thường. Đấy. Mày giảm như này mà mày giảm như này hôm sau thì là mày phải hồi luôn. Mà hồi luôn như này nó còn phải zig zag như này cả nhà. Đấy, xong nó phải như này. Đấy, vẫn là một gần một nửa cái nến này, xong nó bật luôn. Cả nhà hiểu không? Xong rồi nó mới thế này này. Nó bật này. Đấy, nó bật luôn như này. Đấy. Thế này như này mới là đúng. Còn cái vấn đề mẫu hình nó đang vẽ như này là có vấn đề. Và có vấn đề thì thôi. Có vấn đề thì chia tay. Đấy. FPT. Nói chung thị trường nó khó anh em ạ, thị trường rất khó. Đấy. Đây, cả nhà nhìn này, anh vẽ rất lâu rồi. Đây. Đấy. Có thể nó sẽ hồi lên, có thể nó không hồi lên đây. Đấy. Nhưng có thể nó sẽ hồi và nó cân bằng trở lại. Nó sẽ mất thời gian cân bằng thì chúng ta sẽ đánh điểm những cái điểm T cộng như thế này. Nếu ông nào đánh, ông nào mà nhanh thì bắt những cái điểm T cộng, chờ nó hồi lên bàn xong lại té, xong rồi chờ nó cân bằng thì lao vào mua. Đấy.
Anh em nhìn thấy không? Những cái mẫu hình cổ phiếu như này ông anh đã setup sẵn anh em đây sẽ anh em nhìn này. Đã, nếu không lên được giảm. Đấy, nó sẽ như này. Nó sẽ những con cổ phiếu này nó cần thời gian anh em, nó cần thời gian và nó cần cho chờ kinh nền kinh tế nó tốt hơn, chờ doanh nghiệp nó làm ăn có lợi nhuận chứ không để ông tầm này không thể nào lúc nào mong cổ phiếu nó tăng được. Tầm này cứ phải cẩn thận anh em nhé. Đấy. Hết rồi. CTR hôm nay úi giời đứt. Cũng đứt anh em ạ. Nói chung là cũng đứt. Đấy, chưa tăng đâu. Đấy, ông mà đu vào thì lại mệt. VGI ấy kiểu. Tiếp tục chăn nuôi Dabaco giảm rồi anh em ạ. Không ăn thua. Con này chờ cân bằng lại thôi. Chung bác vẫn giữ được này, bác vẫn rất khỏe anh em nhé. Những ai mà mua theo ông anh ở đây chẳng hạn, mà giữ thì giờ âm còn được 2%, vẫn thua anh em ạ, vẫn thua, vẫn giữ được, nói chung vẫn giữ được. Rồi ông nào hô mía đường này, đấy, về mía đường này nhớ sấp mặt chưa ạ? Thị trường này đua cây break, chưa chắc có ăn đâu, anh em ạ. HH cũng sấp mặt, vốt cũng thế, đua cây break tầm này cũng nguy hiểm. Chưa đủ, chưa được, chưa đến thời gian anh em ạ, để đua break. Chưa đến thời gian. Đây là xem được không? DPM. Ui xài. Đây sẽ mở. Tích lũy lại. Tích lũy lại là cơ hội anh em nhé. Chờ thôi. Chờ. Bất động sản công nghiệp, DTD, các kiểu tích lũy lại hết rồi. Đấy, tạm thời những cái con cổ phiếu ông anh view ấy, là nó phải tích lũy lại anh em ạ. EDC này, đấy. Giảm này. Vỡ mù. Ship cũng thế. Chưa ăn thua anh em ạ. Nhà Từ Liêm giảm rồi. Nhà Từ Liêm anh em nếu anh em nhìn nhá, đây target của nó này. Là 15 đúng không? Anh em nhìn đây là giá ấy. Đấy 15 này. Đấy ngoài về đây nhá, 15 này. Nếu mà nó tăng đây nó tăng 30 thì tức là nó ra target. Tức là con này sẽ chạy xong một chu kỳ. Và nếu nó muốn đánh một chu kỳ nữa anh em hiểu không? Nó sẽ làm gì? Nó sẽ giảm về đây. Đấy, và sau đó đi ngang như này. Đấy. Để đánh một cái chu kỳ gì? Để đánh một cái nền tảng lớn ở đây. Và cổ phiếu nó sẽ lại bắt đầu từ những cái cây này chẳng hạn, bắt đầu từ giá 23 để nó lên tiếp. Hoặc là cao hơn đi, 25 đi. Ok, 25 thì nó lên 50. Đấy, tức là cổ phiếu nó sẽ có những cái nền tảng này. Để xem giá này bao nhiêu, 38 à. 38 thì chia 20 nhân 19 à. 19 thì về đây rồi. Không được, không được, không được anh em ạ. Không được, đây 20 thì 19 rồi. Nó sẽ phải tích lũy ở đoạn này 24 hoặc là từ 22 nhé, từ 22 đến 25 đấy, đại khái là sẽ như thế để nó có một pha gọi là tăng lên đến đây đấy, vùng này, vùng trên này em hiểu không ạ? Thì khi mà chúng ta hiểu được những cái gì nó vận động ấy, chúng ta sẽ đầu tư nó sẽ nhàn anh em ạ. Nói thật là, nói đầu tư cho nó sang mồm thật ra nó là đầu cơ anh em ạ, đầu cơ cho nó nhàn. Chứ còn để mà nói thị trường này mà đầu tư thì chắc là đứt, chắc đứt anh ạ. Khó. Đúng không anh em? NHA các kiểu ngon thua. Dạ, vỡ mồm anh em ạ. CRE nó đang tích lũy lại các cơ này gãy, anh em nhìn thấy không? Đấy những cái điểm này anh em nhìn này, những điểm uốn này, điểm uốn này nó bắt buộc phải break, không break được là đứt. Đấy. ITC cũng thế, về rồi. Rồi hết anh ạ, Novaland giảm quá cái vạch này về xem này. Về đây luôn khó, chờ cân bằng lại, nói chung chờ cân bằng lại, nhìn như này phải chờ cân bằng lại anh em ạ. Hưng Thịnh đứt rồi, Phát Đạt, Đạt Phương giảm 36 cây liên tiếp đã kinh khủng anh em. Đấy, nhưng mà anh em đừng chán nản, cái tầm này cứ từ từ để xem cổ phiếu nó phải tích lũy lại. Ví dụ như con Đạt Phương này, nó có thể nó về đây, nó sẽ thay đổi trạng thái rất nhanh anh em nhá, nó có thể nó uốn lại, nhưng mà nó mất thời gian, nó phải như này, nó phải như này, ví dụ như này, xong nó như này như này. Đấy, xong nó lằng nhằng tiếp. Đấy, xong nó mới bứt, em hiểu không? Nó bứt lên được. Đấy, thì chờ xem nếu mà thị trường chỉnh sâu ấy thì những con này nó sẽ gãy đường miền cổ là cái chắc. Cho nên đoạn này là chúng ta phải vẫn phải cẩn thận anh em nhé, đoạn này vẫn phải cẩn thận. HDC rồi, đứt rồi. Chúng con nuôi anh em ạ, thép
FV rồi đúng không? May thép thì giảm nó không mạnh lắm, may là thép nó giảm không mạnh lắm, vẫn giữ được cái nền. Nhưng tuy nhiên cũng phải cẩn thận anh em nhá. Thép này có mỗi VGS giảm này. Hôm nay cũng có nói với anh em là nếu mà VGS thì nó sẽ phải chờ cái đoạn này. Đoạn này thì để đây nó sống. Nó giống như là hôm anh nói đây, ví dụ con này nhá, 11 lên 22 đúng không? 24 12 này. 12 đúng không? Lên 24 này là hết này. Và nó sẽ đánh kiểu gì? Nó sẽ đánh một nền tảng lớn ở đây, tức là sao? Tức là đây. Cái vùng này. Hoặc là 18 đi, 36 hoặc là 20 đi, lên 40 anh em nhé, tức là về vùng này. Về vùng này. Nhưng mà nó sẽ có những cái pha spring còn mạnh ở vùng này chẳng hạn. 20 về toàn vùng 19 20 để nó tích lũy một nền tảng dài này vượt đỉnh. Đấy. Anh em nhìn nhé, tất cả đều như thế hết ạ. Đây giá 2 này. Lên 5 này. 7 lên 3 lần xong lại tích lũy lại. Tích lũy lại lên tiếp. Đấy. Xong rồi anh chu kỳ mới. Ok. Đầu tư công con thua anh ạ. Những con này ví dụ như con KSB này cả nhà có thể chú ý được, nếu nó cân bằng trở lại thì có thể chúng ta vào lấy tí được, nhưng mà chờ xem thị trường như nào đã. VLV này, DHA này. Anh Hoành thích nhất những cổ này đâu, KSB thích nhất. Còn PC1 gãy rồi này. Đấy, gãy rồi. Đấy, PC1 cũng gãy nha anh em nhá. Tuy nó tăng rất là mạnh từ này nhưng ở trên nó lình xài hành trình thì thường nó phải đáp ứng là nó phải đi ngang vùng này rất là lâu, nếu mà nó gãy vùng này là hỏng. À, cổ phiếu về đi cụ à, về đài cụ C4G LCG gãy đấy, hôm nay nhìn bắt đầu nó gãy hết. C, mai mai anh em phải hiểu, mai thị trường nó phải rút chân được lên. À tự các cổ phiếu này mai mở gap thậm chí nó đỏ cũng được, nó đỏ càng tốt, nhưng nó phải đóng một cái cây nến xanh để nó giữ được cái nền của nó anh em đó. Đấy, anh em nhìn này gãy hết rồi anh em đấy. Mai bắt buộc cổ phiếu phải xanh. Đấy. Không anh nghĩ rằng là mai nhìn thị trường này thôi, mai lại xanh đấy. Nếu mà ổn, nếu mà thị trường thật sự ổn anh em nhé, mai nó lại xanh. Đấy, ông nào bắt BCG này tưởng tốt đúng không? Nó giảm nó vỡ mồm luôn, lại âm 4%, không ăn thua anh em. Không ăn thua. Đạt Phương FCN kéo đứt CTD là đấy, chưa tăng đâu. Nhìn cái mẫu hình như này, nói chung vẫn còn rất nhiều cơ hội và chờ đợi thôi. Ok anh em, thì tổng kết lại thị trường nhé. Thị trường ngày mai, nếu ngày hôm nay là thị trường giảm điểm khá là mạnh, à thị trường giảm không mạnh và vốn cũng không phải lớn, tuy nhiên các mã cổ phiếu như bất động sản, chứng khoán, bất động sản, khu công nghiệp, đầu tư công rồi thủy sản kiểu giảm khá là tương đối là mạnh, thì đối với thị trường này đẹp nhất là nó sẽ tích lũy được, nhưng nó sẽ đi ngang. Mọi người phải hiểu nó đi ngang, nhưng có thể đi ngang là để xuất hiện xem trend tăng hoài là gãy. Đấy. Nếu chỉ số đang nói, không anh chỉ nói về chỉ số nhé. Đi ngang một là tăng lên, hai là gãy. Chứ không thể nó không thể duy trì được cái chỉ số đi ngang được mãi. Còn đối với cổ phiếu ấy, thì thường cổ phiếu nếu không break được thì cổ phiếu nó sẽ một là đi ngang, hai là gãy. Đấy. Cho nên là nói thì mọi người nghĩ rằng là ngoài nói gọi là gì nhỉ? Nói theo cái, nhưng mà bản chất nói theo nói kiểu dạng là nói vuốt đuôi đúng không? Nhưng bản chất là thị trường nó phải như thế. Tức là khi mà ví dụ như FTS ở đây có những pha nó phải tăng được rồi ạ, đây là những điểm muốn nó phải break. Cây này là cây break này. Cây này là cây break này. Hai cây này đủ điều kiện break. Cây này là cây break này. Cây này là cây break tiếp này. Mọi người hiểu không ạ? Là cây này có thể là cây break. Tức là nó có rất nhiều điểm để nó break, nhưng nó không làm được cái này, nó không làm được. Đấy. Thì chúng ta phải hiểu. Đấy. Còn cái thị trường giai đoạn này thì ngoài nghĩ rằng là nếu mà anh em cầm cổ thì anh em phải để ý, nếu mà anh em có lãi, ví dụ anh em mua từ cây mùng 8 tháng 11 mà anh em chưa vi phạm thì anh em vẫn thể cầm được. Nhưng nếu mà anh em vi phạm khoảng tầm âm 5% ấy là đừng để cổ phiếu nó đi xa quá em nhé. Còn đối với thị trường vùng này nó đánh rất là hao điểm thôi nha. Anh em thấy nó kéo 6 70 điểm. Đấy. Nhưng cổ phiếu không tăng thì chúng ta phải cẩn thận. Đấy. Cẩn thận. Ok, thì anh em nào muốn vào room thì liên hệ số điện thoại 0949359998 hoặc là inbox Zalo của ông Anh nhé. Vào room của ông Anh, vào room VIP thì phải có điều kiện anh em ạ. Hôm nay thì cũng có mấy anh chị khách hàng về.
Đấy, thì anh em vào room thì có gì liên hệ với ông anh nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em vào trong cái video tiếp theo.